Máy làm sữa chua đa năng Be lên men đánh thức nguồn dinh dưỡng mới, hiện đang có mặt tại Be. Những thông tin về máy như mã sản phẩm, điện áp, tần số, công suất hay dung tích đều được ghi lên vỏ hộp. Hàng Be chính hãng sẽ có tên phụ tiếng Việt như này. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập chính hãng nên sẽ có bảo hành 18 tháng và một đổi một trong 30 ngày siêu uy tín. Để kích hoạt bảo hành vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã QR này bằng camera hay Zalo đều được nha. Sản phẩm bao gồm một giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, 6 hũ nhỏ 120ml, một nắp đậy trong suốt, 2 hũ lớn 0,5 lít, và một thân máy tích hợp bảng điều khiển. Sản phẩm đã đi kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, dễ dàng cho mọi người sử dụng, với giá cắm 2 chấu phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và đó là toàn bộ sản phẩm máy làm sữa chua mới của nhà Be rồi. Mình hẹn các bạn clip sau nha.